Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 đang được các đài quốc tế dự báo phạm vi di chuyển và cường độ, phạm vi ảnh hưởng tương đối rộng. Đài Nhật Bản nhận định vùng ảnh hưởng từ Đông Bắc Bộ kéo dài tới các tỉnh Nam Trung Bộ. Về cường độ, đài này dự báo khi đi vào Biển Đông, bão di chuyển chậm lại, sau đó sẽ đổi hướng Tây Bắc rồi theo hướng Tây với cường độ mạnh nhất cấp 11. Trong khi đó, đài Hồng Kông cũng dự báo tương tự và bão sẽ mạnh nhất là cấp 12 trên vùng biển phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Bão có xu hướng suy yếu khi đi qua quần đảo Hoàng Sa. Bão hướng về đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, thời gian ảnh hưởng trực tiếp là đêm ngày 24 đến sáng ngày 25 tháng 10. Bão số 8 sẽ gây mưa ở đồng bằng sông Hồng, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Lượng mưa từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10 là 200-300mm. Tuy gió và mưa không quá lớn, nhưng khu vực các tỉnh miền Trung vừa bị ảnh hưởng bởi mưa bão, nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt là rất cao. Dự báo thời tiết khu vực Nam Hà Tĩnh đến Quảng Bình, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to. Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây. Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Bình Định đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lũ về, hai vợ chồng già, bà Lan chỉ biết khóc. Bất lực nhìn cửa hàng của mình bị nhấn chìm. Bao nhiêu vốn liếng một đời buôn bán, nay chẳng còn gì. Kế hàng thì cứ nghĩ là kế đến hơn một mét rồi là nghĩ là an toàn. Thì cuối cùng là kế được trong hàng thì tối rồi bắt đầu là đến tối là nước vào. Thì cùng nghĩ là là được rồi, giống không có cái mưa nước to được. Thì cuối cùng là sáng mai ra là hàng hạ là tan hoang hết trơn. Lũ về, gia đình bà Hương cũng phải di tản người đến nơi an toàn. Những mong sau lũ sẽ quay lại kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống. Thế nhưng, những gì còn lại sau lũ chỉ còn là đống đồ hư hỏng, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Cái cơ cuốn này, hắn đánh giá là hàng cứ trôi ra nổi lên bênh rồi. Mà đứng nhìn nhận biết mà răng được cả. Thế chứ hàng toàn bộ đấy là ướt hết cả đấy. Giá đứng nhìn phải khó chứ biết nói răng được cả. Như vài 300 triệu tập ở đây cả. Chứ trôi hết cả đấy, chứ hàng cái hàng khô này là ướt lắm, làm chỉ đặc gì chỉ có quăng thôi. Đến nay, nước lũ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã rút khoảng 40cm. Sau khi sơ tán, nhiều hộ gia đình trở về phải đối mặt với cảnh trắng tay. Ngày tháng tiếp theo đây, đời sống của nhân dân vùng lũ sẽ vô cùng khó khăn. Từ cái ăn, cái mặc. Do vậy, chúng tôi mong rằng cần có sự chung tay, góp sức của đồng bào và nhân dân cả nước để cho người dân vùng lũ trong những ngày tháng tiếp theo đây sau lũ sẽ có cái ăn, cái mặc để người dân vùng lũ được ấm lòng. Nhiều người dân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Hơn lúc nào hết, sự giúp đỡ của đồng bào cả nước lúc này sẽ là động lực giúp người dân vùng lũ vượt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Nhưng tình hình hiện nay là rất nhiều hộ dân vẫn còn khó khăn. Hôm qua tôi đi kiểm tra trong đó. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong ngày hôm qua, khi trực tiếp đi kiểm tra tại các địa phương ở miền Trung cho thấy, hiện nay, bà con nhân dân tại đây đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn. Theo đó lúc này, nhiệm vụ số 1 là phải dồn sức ứng cứu cho nhân dân. Còn nhiều hộ gia đình còn khó khăn về lương thực thực phẩm. Rất là nghiêm trọng như vậy. Đấy, thì nhiệm vụ số 1 hiện nay, báo cáo thì trước hết là chúng ta tập trung cứu trợ người dân. Đặc biệt là hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Cứu trợ cái gì? Cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, rồi các nhu yếu phẩm cần thiết. Trong đó có cả làm thế nào để bà con có thể có chất đốt để có thể nấu nướng được. Vì hiện nay ở trên tầng, và mặc dù nó an toàn về tính mạng, nhưng mà không nấu được, không có gì để nấu nướng cả. Vì điện thì mất rồi, đúng không? Điện thì cắt rồi, điện mất rồi. Vấn đề thứ hai là về cơn bão số 8. Về cơn bão số 8, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải bắt tay ngay vào công tác ứng phó với tinh thần cao nhất, tuyệt đối không chủ quan. Vì sao? Vì toàn bộ khu vực, một số tỉnh miền Trung thì đã ngập lũ rất là lớn rồi. Trên độ kết dính rất là
nhiễu, và cho nên sạt lở đất rất dễ xảy ra, đúng không? Đấy, chúng ta phải như thế, cho nên trong lúc mà chúng ta khó khăn như này, chúng ta tập trung để ứng cứu, để cứu dân, đúng không? Tôi nói nhiều lắm rồi vấn đề này. Do đó việc đầu tiên hôm nay quán triệt là ngay từ bây giờ thì phạm vi vùng biển nguy hiểm thì được thông báo toàn bộ tàu thuyền để tránh cái rủi ro xảy ra. Chứ không để bây giờ chỉ cần giọt nước tràn đi, 15 ngày đã như vậy, 3 cơn đã như vậy. Bây giờ nếu trầm một cái rủi ro và nó nguy cơ thì rất phức tạp. Thưa quý vị, sáng sớm nay, cơn bão quốc tế có tên là Sâu Đen đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 của nước ta trong năm nay. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng làm mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, từ 75 cho tới 100 km một giờ, giật cấp 12. Và dự báo là trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 cho tới 10 km và có khả năng là mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, từ 90 cho tới 115 km một giờ, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua các tỉnh Trung Trung Bộ, nên ngày hôm nay ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Phú Yên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50mm và có nơi thậm chí trên 70mm. Tuy nhiên, từ đêm nay, mưa có xu hướng giảm dần và hiện lũ lên tại các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thừa Thiên Huế cũng đang xuống, tuy nhiên nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị của các tỉnh này. Do vậy mà bà con cần hết sức cảnh giác. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.